Nhưng mà sau khi ra rồi hợp thức hóa được giấy tờ như thế rồi, khi con đi hành pháp tu hành ở ngoài thì lại trở ngại. Trở ngại cái là mình không hành trì nữa, phải giấy tờ này giấy tờ kia nữa, rồi bắt đầu con mới phải theo quy định của giáo hội là không được đi khất thực hay là chỗ này chỗ kia phải ở chùa chẳng hạn. Mà làm như thế thì nó lại không đúng cái hạnh đầu đà của mình ở rừng, ở núi, ở nghĩa địa nữa. Vâng, thầy Trung muốn chào quý ông bà, cô bác, quý vị khán giả, quý Phật tử gần xa đang theo dõi trên kênh của thầy Trung. Thì chắc cái video này thì quý vị khán giả theo dõi hết sẽ hiểu được cái con đường mà tìm đến lời Phật dạy của thầy Minh Tuệ như thế nào. Thì đây là một cái cuộc phỏng vấn giữa anh Xuân Tây Phố và một người thì thành Trung biết rất là rõ, nhưng mà thành Trung cũng không muốn tiết lộ danh tính của vị này ra cho coi như cả nhà mình coi như tò mò đi nha cả nhà. Thì đây là một cái cuộc phỏng vấn dài tầm khoảng gần 10 phút, thì thầy cũng đã chia sẻ hết cái con đường mà hiện tại bây giờ thầy Minh Tuệ đang đi, đó là học theo lời Phật dạy, tìm đến cái giải thoát cũng như là cái tấm lòng từ bi của Ngài, mà đến bây giờ tất cả quý Phật tử gần xa đều ngưỡng mộ tôn kính Ngài. Vì lý do như thế nào mà thầy lại đi tìm học theo những cái lời Phật dạy, thì mời cả nhà mình chúng ta vào video để chúng ta theo dõi hết nội dung chi tiết trong video ngày hôm nay nha cả nhà. Thầy Minh Tuệ, thời gian vừa qua khi mà thầy xuất hiện thì cũng đã thu hút được cộng đồng nhân dân rất là nhiều người theo dõi, và đồng thời thì cũng rất là nhiều người tìm hiểu, trong đó có cả con nữa, về việc là tu hành học tập theo 13 hạnh đầu đà mà Đức Phật đã dạy. Điều mà mọi người thấy và rất là ngưỡng mộ về thầy đó chính là sự kiên trì, lòng dũng cảm, sự yêu thương và từ bi của thầy. Sau những năm tu tập thì cũng đã được giữ giới, tâm tịnh, tạo ra trí tuệ để giải thoát. Và ngày hôm nay thì chúng con rất là hữu duyên được gặp thầy ở tại đây. Chúng con muốn tìm hiểu để học Phật, và xin phép thầy cho chúng con hỏi một số câu hỏi để mọi người có thể hiểu. Đầu tiên thì thầy cho chúng con biết rằng là thầy đã nghiên cứu và tìm hiểu về Phật Pháp là từ năm nào ạ? Dạ, thưa mọi người là con nghiên cứu và tìm hiểu về Phật Pháp là vào năm 2015. Thì con tìm hiểu, con nghiên cứu và con tập ăn chay 3 tháng, rồi ăn chay ngày một bữa. Con làm việc rồi con học. Đầu tiên thì con học thông qua mạng Internet, ngồi làm việc rồi con tìm hiểu về các kinh sách pháp môn niệm Phật, các vị thầy giảng ở trên đó. Thì con tìm hiểu sơ bộ là bắt đầu từ tháng 7 năm 2015. Dạ. Vâng. Sư đã xuất gia khi mà sư đã học xong cao đẳng hay đại học? Dạ, con xuất gia khi con học trong trung học, trung cấp lâm nghiệp Tây Nguyên. Vâng. Con không có cao đẳng đại học gì cả. Dạ. Khi đó là sư đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Dạ, con đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trước rồi mới đi học trung cấp sau. Và sau Dạ. đó sư cũng đã được về và đã có cái công việc là làm ổn định. Thì cái nguyên nhân nào mà sư lại quyết định xuất gia để lại gia đình và sự nghiệp đang ở phía trước? Vâng, cái nguyên nhân thì nói rất là có nhiều nguyên nhân nó hợp lại thành tựu thì con mới đi. Nói chung là tất cả mọi nguyên nhân ở đời á, là cũng vì cuộc sống dẫn tới. Cái cuộc sống này dẫn tới thì con cũng do cái duyên là từ lâu rồi mà mình cũng không biết được. Đủ duyên thì nghe được kinh sách, con cũng nói là không biết có cái con đường nào khác không, hay là chỉ có một cái con đường mà đi học rồi xin việc làm rồi thành lập gia đình rồi sống như bao nhiêu người khác, giống như cha mẹ mình chắc chắn là có cái đường khác chứ. Nhưng mà ngày xưa nghe nói vào chùa mà tụng kinh gõ mõ tu ở trong thì con không học. Vâng. Nhưng mà sau mãi thì cơ duyên cái học được giáo lý của Phật dạy,
pháp hành, cụ thể nói về tham sân si của mình đấy, về pháp hành cụ thể, thì con đặt niềm tin, con nghe theo, con học và con nghiên cứu và con quyết định từ bỏ công việc, tất cả các cái để hướng đến cái mục đích trí tuệ, giới hạnh của Phật dạy. Từ khi nghe mà bốn chân lý, khổ tập, khổ diệt đạo đấy, khổ tập, khổ diệt đạo, thì con nói là đây là chân lý, không có ai siêu việt hơn nữa, giỏi hơn nữa. Nếu mà có ai lật đổ bốn cái này thì con không tu hành nữa. Chân lý này vững mạnh quá, thì con nói là đây là đi theo để mà học, để cần đạt cái trí tuệ viên mãn thì không có hối hận điều gì cả, không nối tiếc. Nghiên cứu sâu sắc thì sau đây tìm hiểu kỹ thì giờ con mới thành ra đến như thế này. Thoát bỏ sáu lục căn ạ. Vâng, ai chỉ được Phật. Xin sư có thể cho nhân dân cũng rất là quan tâm, Phật tử cũng rất quan tâm, muốn là tìm hiểu cái quá trình mà tu học của sư như nào. Bởi vì sư cũng đã từng vào chùa và sư không muốn nói, vì sư đi theo hạnh Đầu Đà, nên sư cũng không muốn nói cái quá trình mà tu của sư lúc trước. Thì đến bây giờ thì sư có thể hoan hỷ cho chúng con biết, và để cho mọi người cùng biết là sư cũng đã vào xuất gia, và sư đã cũng đã quy y ở trong chùa rồi, đúng không ạ? Vâng, con thưa mọi người là sau khi mà năm 2015 đấy, tháng 7 đó, thì con ở nhà con tập ăn chay. Dạ. Con nghe kinh sách rồi ăn ngày một bữa, tập rồi cuối năm 2015 thì con mới về xin gia đình xuất gia. Dạ. Vào chùa, từ bỏ hết để vào chùa. Thì lúc đó là con đang nghiên cứu cái giáo trình của trưởng lão Thích Thông Lạc. Dạ. Ở Tây Ninh tu. Dạ. Viện Chơn Như, thì con. Dạ. vào đó thì cũng họ cũng không cho con quy y xuất gia gì cả. Dạ. Mà vào đó là tự nghiên cứu, rồi họ cho một cái thất ở rồi trong môi trường đó, rồi mình tự tu hành, tự tập học, gọi là tu theo hạnh, gọi là ăn ngủ độc cư. Dạ. Ở đấy không nói, nhiều năm nhiều tháng trong đó, thì con vào trong đấy là chỉ có giữ lại đăng ký cái chứng minh nhân dân thì tu hành như thế thôi, chứ không có quy y, không có đăng ký gì cả. Rồi là chỉ vào đó là một là tu thế thôi, rồi ở rồi không học hành gì nữa, chỉ có xác định từ bỏ. Nhưng mà con thấy không hợp lý, tu một thời gian không đủ duyên nữa. Dạ. Là con xin ra. Con xin ra thì khi đó là con phải muốn vào chùa lại, hay là muốn tu hành lại, thì con phải đi vào xin vào một cái chùa để làm cho mình giấy tờ xuất gia. Dạ. Xin vị hòa thượng ở trong cùng trong Tây Ninh, họ cũng làm cho con giấy xuất gia, các giấy tờ thủ tục để con đúng cái hợp thức khóa giấy tờ của cái giáo hội, rồi con mới được tu hành. Nhưng mà sau khi ra rồi hợp thức khóa được giấy tờ như thế rồi, khi con đi hành pháp tu hành ở ngoài thì lại trở ngại cái là mình không hành trì nữa, phải giấy tờ này giấy tờ kia nữa, rồi bắt đầu con mới phải theo quy định của giáo hội là không được đi khất thực, hay là chỗ này chỗ kia phải ở chùa chẳng hạn. Mà làm như thế thì nó lại không đúng cái hạnh Đầu Đà của mình, ở rừng, ở núi, ở nghĩa địa nữa. Thì con quyết định bỏ giấy tờ, rời khỏi giáo hội, con hành phấn tạo y theo hạnh 13 hạnh Đầu Đà. Con không liên quan đến giáo hội mà phải từ bỏ. Thì cái nồi cơm của con cũng từ đó, để cho khỏi mượn hình ảnh của giáo hội, không nói chung không làm điều gì ảnh hưởng tới giáo hội. Dạ. Hay là cái gì tự mình đi ra, tuy đầu tiên thì rất là khó khăn. Dạ. Cái thực tại vì tất cả mọi người thì ai cũng biết là các sư các thầy bây giờ con thành ra như thế này đâu phải. Thì con cũng vui vẻ đi học đó là thành cơ duyên để phấn tạo y. Dạ. Thì con cũng hành đúng 13 hạnh Đầu Đà thì cũng từ đó cũng như thế. Dạ. Dạ. Sư ở tu viện Chân Như được thời gian là bao nhiêu lâu? Dạ, con ở tu viện Chân Như được khoảng 6 tháng. 6 tháng ở bên cái cổng 2. Ở đó tu viện Chân Như là nó có cổng 2. Dạ. Và cổng 1 thì con ở cũng 2-3 lần, một lần 2 tháng, một lần 2-3 tháng gì đó. Con ra vào đó 2-3 lần nữa. Con trở đi trở vào mấy lần mới xin được y bát ở trong đấy. Dạ. Mới hành trì từ đó ra, thì mới cùng đi từ Tây Ninh ra, thì cũng bỏ từ đó. Rồi sau đó đến năm 2017 thì con không vào đó nữa. Dạ. Dạ. Dạ, như vậy là sư đi theo hạnh Đầu Đà là sư cũng không muốn làm để ảnh hưởng tới giáo hội.
quy hình, định của hạnh Đầu Đà là theo 13 hạnh. Dạ. Mà sư đã là giữ giới trì đúng nghiêm theo của lời của Phật dạy. Vâng. Tuy nhiên là do cái điều kiện của Hội Phật giáo Việt Nam là không cho tu sĩ được đi khất thực. Vâng. Chính vì vậy mà sư không vào trong giáo hội. Dạ. Và sư cũng không muốn làm mất cái hình ảnh, tức là mình không phải trong giáo hội, đâm mình không muốn làm để cho về cái hình ảnh là tức là mình không tuân theo giáo hội. Vâng. Cho nên sư không dùng cái bát như các sư thầy mà khất thực năm xưa. Vâng. Và sư cũng không mang cái áo màu vàng để không để ảnh hưởng đến nhà sư. Yeah. Nhưng thực tế ra mà con thấy rằng trong ngoài xã hội thì ví dụ như những các cái họa sĩ hoặc những các cái ngành bác sĩ hoặc dược sư cũng rất nhiều người mà hoặc là nhà tu sĩ. Yeah. Người ta cũng thậm chí là con cũng đã đọc qua một số các tài liệu thì con hiểu rằng là những người cư sĩ hoặc là những người Phật tử bình thường nếu mà giữ được đức hạnh, giữ được giới thì đều vẫn có thể tu để trở thành được có những cái thành tựu nhất định, đúng không ạ? Vâng, đều được thành tựu nhất định.